Hôm nay, mẫu MGS tại Việt Nam đã được bổ sung thêm phiên bản tiêu chuẩn, Standard, bên cạnh hai phiên bản đang bán trước đó là Comfort và Luxury. Giá bán niêm yết của MGS tiêu chuẩn là 519 triệu đồng, thấp hơn khá nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn của đối thủ Kia Seltos 589 triệu đồng. Về mặt trang bị, MGS vẫn sử dụng đèn pha full LED như hai phiên bản cao hơn, tuy nhiên tính năng bật tắt đèn pha tự động và đèn sương mù dạng LED ở phía trước đã bị lược bỏ. Cụm đèn sương mù sau vẫn được giữ nguyên. So với Kia Seltos, MGS có phần nhỉnh hơn về trang bị khi các phiên bản thấp hơn của mẫu xe Hàn Quốc đều chỉ sử dụng đèn chiếu sáng dạng halogen. Bộ vành sử dụng trên MGS Standard là loại 5 chấu kép, kích thước 16 inch màu bạc giống với bản Comfort. Bước vào bên trong nội thất, những chi tiết bị cắt bỏ trên phiên bản tiêu chuẩn bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh panorama, camera 360 độ có khả năng hiển thị 3D, cửa sổ người lái chỉ còn một chạm xuống, 4 loa âm thanh và túi khí chỉ còn 2 cái, hai phiên bản cao hơn lần lượt có 4 và 6 túi khí. Tuy nhiên người tiêu dùng vẫn còn những trang bị tiện nghi như màn hình giải trí kích thước 10,1 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, ghế da, điều hòa cơ có khả năng lọc bụi mịn PM2.5, khởi động nút bấm, phanh điện tử tích hợp auto hold. So với Kia Seltos, đối thủ Hàn Quốc chỉ có duy nhất ghế da trong khi những trang bị còn lại đều không có. Về mặt động cơ, MGS Standard vẫn sử dụng máy 1,5 lít 4 xi lanh, công suất 112 mã lực và mô men xoắn 150 Nm kết hợp số tự động vô cấp giả lập 8 cấp số và hệ dẫn động cầu trước. Người lái có thể lựa chọn giữa 3 chế độ lái là thành thị, tiêu chuẩn và thể thao. Những trang bị an toàn tiêu chuẩn bao gồm hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát độ bám đường, hỗ trợ khởi hành ngang dốc đổ đèo, kiểm soát phanh góc cua, ga tự động, cảm biến áp suất lốp, cảm biến và camera lùi. Bên cạnh đó, đàn anh là MGS cũng được điều chỉnh giá bán tại Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 3. Cụ thể, 3 phiên bản 15T2WD Sport, 20T2WD Châu Phi và 20TAWD Châu Phi có giá bán mới lần lượt là 719, 829, 949 triệu đồng, trước đây là 788, 888 và 999 triệu đồng. Dù được giảm giá bán nhưng các ưu đãi dành cho chủ xe MGS như gói bảo hành 5 năm không giới hạn số km cùng 5 lần bảo dưỡng miễn phí bao gồm vật tư và nhân công vẫn được giữ nguyên. Với sự thay đổi này, sức cạnh tranh của MGS được kỳ vọng sẽ tăng lên các đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander.